Thì chào các bạn đến với kênh của mình ha. Cái cabin của ông bạn mình cũng xong rồi, giờ đang vô dán hai bên nha các bạn. Vậy là không có làm cửa sổ các bạn, chỉ là đóng bích luôn. Lên cái này hai miếng giá đâu khoảng là 5 tấc nha các bạn. Vậy là cái sạp là không có năng lên rồi, sạp giữa các bạn. Bên kia đóng xong rồi ha, giờ tới bên đây. Để anh Phúc đang lấy xà beng seal nại vô, anh cho anh thợ đóng à. Vậy đó là anh đứng làm cái dãy qua lăng gan trước giống gan anh Thịnh nha bạn. Đây hai cái đố này ở trước này bích luôn. Cái lót composite. Bích lên lót BK các bạn. Thì lắp composite vô ở dưới, còn ở trên thì bằng BK. Thì nó dán nó hơi bị đậu vậy các bạn. Mỗi tay rồi. Ở trước giờ đóng rồi bắt đầu tới ăn sau nha các bạn. Đây ở ăn sau còn cái đó khoảng là gần mét. Đó là cắt miếng dán, hai miếng dán nữa đưa vô. Vỏ lên cái cabin nhìn nó quá đẹp các bạn. Thì hồi lúc trước thấp á. Nên lên miếng be nữa. Miếng be nữa là dòm cao be đi sống độ khỏe. Lên cái cabin này nhìn cái vỏ quá hòm luôn. Các bạn xem video thấy hay đừng quên đăng ký để nhận thông báo video mới nhất của mình nha. Thì làm hai cái đố ngay giữa đây, làm cái đây rồi ảnh vô cái miếng ngay chính giữa rồi các bạn. Miếng dán ở dưới đóng dày lên có khoảng chừng phân nửa đó, rồi ở trên này lắp BK chồng ha. Đây còn hai người thì ở đằng sau vô miếng dán. Hết dán rồi, thấy miếng dán này miếng dán cũ rồi các bạn. Rồi lấy búa đóng vô.
gì mà lấy miếng chim gì trong đó đấy các bạn, chim miếng canh vậy đó cho nó ngay gì đây, làm như là miếng dán này nó hơi mỏng hơn miếng dán kia ha, ra phải chim vô cho nó bằng cho nó đẹp. Thì bên đây thì cái vỏ rồi các bạn, vỏ mình cái dàn xề nó bị mục rồi, hôm đó ghé cặp với ghe đó bị xề sóng nó đội lên nó dở lên rồi, giờ đang sửa lại cho nó cứng cáp rồi kia, chứ trời tại giờ đang gió nữa, vô mùa nam nữa, mưa ra bão nữa, ra phải kiên cố cho nó cứng lại các bạn. Thì đang lấy cùi sông khoan ha, thì ở dưới lên được hình như là miếng dán rồi các bạn. À, anh thợ đang cố định đinh vô, vì là cái này là sạp không có lên này, lót cái dán ăn trước, ăn trước với hai bên bè bên hông nữa là lắp keo vô các bạn, cái này là lên cho khoảng phân nửa. Trời mưa là vừa ngồi lái rồi luôn, nó không có sóng nước á, nó không có tạt, trời sóng là đi khỏe thoải mái, nhưng mà có một cái là mình dòm ra sau lái đầu kia nó hơi khó một chút, mà cào cá này thì chủ yếu là dòm hai bên hông với trước mũi các bạn, dòm cá đang chạy thôi. Rồi ăn xào cũng xong rồi, đang gá đinh vô miếng trên luôn, ở trên còn có khoảng tắc nữa, cái này sẽ cắt miếng nhỏ đưa vô nữa các bạn. Thì bây giờ thì mình lấy cũng lên được 3 miếng dán rồi các bạn. Giờ là đóng cái mặt chặn ở trên nữa. Thì đến giữa này là xài BK. Thì anh thợ đang cắt lấy ngàm nha các bạn. Lấy ngàm với khoan lỗ đinh. Trên nhánh giữa có cây đố á, đầu gạch lấy dấu, rồi gắn dán vô đầu luôn, gắn dán vô đầu bạn mình luôn. Dán này dán cũ á bạn, tận dụng lại dán cũ ha. Dán mặt quá bự.
này đo đang làm cái cửa vậy bạn. Gỡ qua lăng ra luôn, chế ngồi trước lái luôn. Thì cái cabin của ông bạn mình nãy giờ mấy anh thợ cũng làm gần xong rồi các bạn. Thì có cái cửa kiến sẵn luôn, hai cửa rồi các bạn. Nghe nói đâu là về qua lăng gan trước vậy đó, nhưng mà bữa nay chắc làm xong rồi, chắc hôm nay mai gì mới về ha, lắp keo rồi xong mới về các bạn. Thì cửa bê ca các bạn đầu kéo lên thử ra.